Ban chỉ đạo diễn tập huyện Bát Sát vừa chỉ đạo xã Mường Vi diễn tập chiến đấu trong khu vực phòng thủ năm 2024. Cuộc diễn tập gồm 3 giai đoạn: chuyển lực lượng vũ trang và các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào các trạng thái về quốc phòng, tổ chức chuẩn bị chiến đấu phòng thủ và thực hành chiến đấu phòng thủ. Với sự thống nhất và phối hợp nhịp nhàng giữa chỉ đạo với thực hành, diễn tập đã đạt mục đích yêu cầu đề ra. Thông qua diễn tập nhằm nâng cao cơ chế lãnh đạo, điều hành và chỉ huy cho cấp ủy, chính quyền, khả năng phối hợp, hiệp đồng, phát huy sức mạnh tổng hợp, khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang địa phương, từ đó vận dụng linh hoạt, sáng tạo vào thực tiễn nhiệm vụ an ninh quốc phòng tại địa phương.